tế bào vi khuẩn chứa các operon là các cụm gen dùng chung promoter, mã hóa cho các protein và enzyme thiết yếu, trong đó có các enzyme tham gia tổng hợp các axit amin khi trong môi trường thiếu các axit amin này. Để tiết kiệm năng lượng khi môi trường đã có sẵn hoặc dư thừa các axit amin, thì các operon mã hóa cho các enzyme có liên quan sẽ được ức chế không biểu hiện và các enzyme không được tổng hợp. Các operon này chỉ được giải ức chế và hoạt động trở lại khi các axit amin trong môi trường đã cạn kiệt và vi khuẩn cần tổng hợp các axit amin đó cho sự sống của chúng. Một trong những operon được điều hòa theo kiểu cảm ứng ức chế như vậy là operon tryptophan, viết tắt là TRP. Operon tryptophan được điều khiển bởi hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất diễn ra tại bước khởi đầu phiên mã giống như phần lớn các operon khác ở vi khuẩn. Cơ chế thứ hai diễn ra ở giai đoạn đầu quá trình dịch mã, tiến hành song song và đồng thời với quá trình phiên mã. Cơ chế này còn được gọi là cơ chế điều hòa hoạt động gen kiểu phiên mã dở hay điều hòa kiểu phanh hãm. Operon tryptophan gồm các gen điều hòa và các gen cấu trúc. Các vùng khởi đầu phiên mã promoter và vùng chỉ huy operator điều khiển mức độ biểu hiện của gen ở bước khởi đầu phiên mã. Operon tryptophan có 5 gen cấu trúc được ký hiệu lần lượt nằm xuôi dòng operon theo thứ tự từ TRPE đến TRPA. Cả 5 gen cấu trúc này được phiên mã thành một phân tử mRNA đa cistron duy nhất bởi quá trình phiên mã được khởi đầu từ cùng một promoter. 5 chuỗi polypeptide được tổng hợp nên từ 5 không đọc trên cùng phân tử mRNA là các enzyme tham gia vào quá trình sinh tổng hợp tryptophan. Điểm đáng chú ý trong cấu trúc của operon tryptophan là giữa vùng điều hòa promoter và operator. Với các vùng gen cấu trúc của operon này có một vùng dẫn đầu ký hiệu là TRPL. Vùng này khi phiên mã tạo ra một phân đoạn mRNA gọi là đoạn mRNA dẫn đầu. Đoạn mRNA dẫn đầu này mang một khung đọc mở ngắn mã hóa cho một chuỗi polypeptide ngắn được gọi là chuỗi polypeptide dẫn đầu. Phân đoạn mRNA dẫn đầu chứa một vùng trình tự nucleotide gọi là trình tự phanh hãm. Vùng này gồm 4 vùng nhỏ có thể gấp nếp và tạo ra 3 dạng cấu trúc cặp tóc khác nhau do sự hình thành liên kết hydro giữa các nucleotide giữa các vùng. Đây là các tín hiệu thúc đẩy hay kìm hãm sự phiên mã của các gen cấu trúc. Sự kết cặp giữa vùng 1 và vùng 2 tạo ra một tín hiệu tạm dừng phiên mã. Sự kết cặp giữa vùng 2 với vùng 3 là tín hiệu thúc đẩy sự phiên mã tiếp tục diễn ra. Sự kết cặp giữa vùng 3 và vùng 4 là tín hiệu kết thúc phiên mã. Đây chính là tín hiệu phanh hãm sự phiên mã của các gen cấu trúc. Do ở vi khuẩn không có cấu trúc màng nhân nên sự phiên mã và dịch mã có thể diễn ra đồng thời về không gian và thời gian. Sự dịch mã phân đoạn mRNA dẫn đầu TRPL có thể đang diễn ra khi enzyme RNA polymerase đang tiếp tục phiên mã phân đoạn mRNA ở vùng phanh hãm. Vị trí của các ribosome trên phân đoạn mRNA dẫn đầu có vai trò quyết định hoạt động kéo dài phiên mã của phân tử mRNA đang được tổng hợp. Sau khi RNA polymerase đã phiên mã qua vùng 2, thì vùng 1 và 2 của mRNA có thể kết cặp tạo cấu trúc dạng cặp tóc. Cấu trúc này làm enzyme RNA polymerase tạm dừng lại và cho phép ribosome chạy ở phía sau có thể bắt kịp RNA polymerase. Lúc này, sự phiên mã và dịch mã diễn ra song hành với tốc độ gần tương đương nhau. Tuy vậy, đây chính là lúc sự điều hòa phanh hãm có thể xuất hiện, tùy thuộc vào việc tế bào đang dư thừa hay thiếu tryptophan. Trong trường hợp thứ nhất, khi tế bào thiếu tryptophan, lượng phức hệ tryptophan tRNA sẽ giảm nhanh chóng. Trong phân đoạn mRNA dẫn đầu, có hai bộ ba liên tiếp mã hóa tryptophan. Khi ribosome tiếp cận đến các bộ ba mã hóa này, nó sẽ dừng lại do tế bào thiếu axit amin tryptophan. Kết quả là sự dịch mã chuỗi polypeptide dẫn đầu không thể hoàn thành. Do ribosome lúc này bám vào vùng 1, nên vùng 2 và vùng 3 trên phân tử mRNA liên kết với nhau tạo nên một cấu trúc cặp tóc giữa hai vùng này. Như đã nói ở trên, sự kết cặp giữa vùng 2 và vùng 3 là tín hiệu thúc đẩy sự phiên mã. Lúc này, RNA polymerase sẽ tiếp tục phản ứng kéo dài chuỗi mRNA và tiến hành phiên mã vùng mang các gen cấu trúc mã hóa cho các enzyme tổng hợp tryptophan. Trong trường hợp thứ hai, khi tế bào dư thừa tryptophan, quá trình dịch mã có đủ phức hệ tryptophan tRNA.
Khi các ribosome tiếp cận các mã bộ 3 liên tiếp mã hóa tryptophan, các axit amin tryptophan được bổ sung vào chuỗi polypeptide dẫn đầu đang kéo dài. Ribosome sẽ vượt qua được các bộ 3 mã hóa tryptophan và tiếp cận được các bộ 3 mã kết thúc nằm ở cuối vùng 1. Sự dịch mã chuỗi polypeptide dẫn đầu đến đây kết thúc. Lúc này vùng 1 liên kết được với vùng 2 và ngăn cản vùng 2 liên kết với vùng 3. Đồng thời, lúc này vùng 3 tự do liên kết với vùng 4 tạo nên cấu trúc kiểu cặp tóc kép là tín hiệu thúc đẩy mRNA kết thúc phiên mã. Như vậy, có thể thấy, trong cơ chế điều hòa kiểu phanh hãm ở operon tryptophan, tín hiệu điều khiển đầu tiên là nồng độ phức hệ tryptophan tRNA trong tế bào. Nếu tế bào thiếu tryptophan và phức hệ tryptophan tRNA, thì enzyme RNA polymerase tiếp tục phiên mã phân đoạn mRNA dẫn đầu, sau đó tiếp cận và phiên mã 5 gen cấu trúc. Ribosome sau đó sẽ dịch mã phân tử mRNA đa cistrone và sản sinh ra các enzyme cần cho quá trình sinh tổng hợp tryptophan. Khi tế bào dư thừa tryptophan và phức hệ tryptophan tRNA, thì phân đoạn mRNA dẫn đầu ngắn được phiên mã rồi sau đó được dịch mã. Lúc này sự phiên mã 5 gen cấu trúc sẽ kết thúc sớm và tế bào không sản sinh thêm các enzyme tham gia vào quá trình sinh tổng hợp tryptophan.